Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Đại về cái loạt video hướng dẫn làm chủ phần mềm Adjuster. Trong bài học ngày hôm nay, mình tiếp tục hướng dẫn các bạn học và làm quen với lại cái một loạt cái panel của cửa sổ Windows. Panel tiếp theo là Appearance. Thì với cái Appearance panel này là cho bạn xem tạo và áp dụng các hợp tính và những đối tượng, chẳng hạn như nhiều vùng tô, tức là fill đó các bạn, nhiều nét, stroke đấy, độ trong suốt, transparency và các hiệu ứng effect. Thì để minh họa cho cái panel này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số các cái ví dụ, mình sẽ minh họa cho các bạn. Đấy, ví dụ bây giờ mình có một cái hình vuông này với những cái stroke đấy và cái fill. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy, cho mình cho tô một cái màu sáng lên đấy thì đấy, các bạn sẽ thấy các bạn. Đấy, một cái đường line, đấy, một cái text style, các bạn chọn đối tượng nhé, các bạn chọn vào fix style drop down, chọn review, các bạn nhìn thấy gì chưa, cái bóng đổ đúng không ạ. Mình cho cái y nó nhiều được một tí cho cái bóng đổ nó nhảy xuống dưới, các bạn sẽ thấy. Ok, đây bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn về cái hộp Appearance, phim tắt là Shift F6 nha các bạn. Đây thì cái Appearance này cho bạn xem mà tạo một số thuộc tính cho những và những cái đối tượng, chẳng hạn như vùng tô, ví dụ ở đây vùng tô này các bạn nhìn bên hộp panel này đúng không, mình lấy cái hộp panel này cho các bạn thấy rõ hơn nhá. Đây, ví dụ như hộp panel này, cái hình vuông này có cái stroke là 10 này đúng không ạ, các bạn nhìn thấy control thấy stroke là 10 đúng không, cái opacity là 0 này, ví dụ bây giờ mình cho cái opacity trên đây là 62 thì trên đây bạn nó cũng hiển thị cho bạn là 62, và đặc biệt các bạn cũng có thể chỉnh sửa cái opacity này bằng cách bấm vào opacity và chọn 100%, ví dụ như thế, các bạn nhìn thấy gì chưa. Đấy, cái hộp công cụ Appearance này cho phép bạn xem và tạo cũng như là chỉnh sửa các cái thuộc tính như fill, stroke, transparency và các hiệu ứng nha các bạn. Ví dụ bây giờ tôi không thích màu cam này nữa mà tôi thích một cái màu khác, tôi tô mua nó màu tím. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Các bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa cái kích thước stroke, cái góc stroke này. Đấy, stroke này mình sẽ hướng dẫn sau, ví dụ như mình thay đổi cho nó đúng không ạ. Đấy, thì các bạn có thể hướng dẫn được nhá. Ví dụ màu stroke này, mình tô màu đỏ này, màu xanh, màu tím, màu vân vân. Đấy, ví dụ như tô cho nó màu đen. Đấy, thì ví dụ như cái PT12 bây giờ mình cho nó 18 như này. Đấy, các bạn nhớ thì ạ. Tôi đang chỉnh sửa nha các bạn, chỉnh sửa các cái thông số có sẵn trên các cái app, ví dụ như cái đường line này này, các bạn nhìn cái đường line nào, màu đen này, 10 PT này. Đấy, cái opacity là 0 nhá, là 100% nhá, ví dụ như chọn 50. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa, đó 50. Đấy, chọn 100 cho các bạn có thấy. Ví dụ như ở đây tôi có một cái test, một cái test này có cái hiệu ứng. Đấy, đúng không ạ, test thai. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy, tôi có một cái test thai như thế này nhá, và tôi click đúp vào cái character thì nó sẽ tự động bôi đen. Đấy, và các bạn có thể chỉnh sửa cái gì ạ? Thứ nhất là chỉnh sửa màu sắc của stroke này, ví dụ như kích thước bao nhiêu này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, stroke màu trắng đó. Đấy, màu đen, ví dụ như bôi đen nó màu trắng, ví dụ như tôi cho nó màu khác. Đấy, màu đỏ. Đấy,
và fill tôi thay đổi cho nó màu xanh lá cây đấy, và Osa City tôi cho nó chọn số 73 đấy. Thì bây giờ toàn bộ các bạn nhìn thấy gì chưa? Stock nha các bạn, stock này đấy, ở đây tôi có một cái stock màu đỏ này, các bạn nhìn thấy chưa? Stock màu đỏ, bây giờ tôi cho về màu đen đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy, cho cái kích thước của stock nhỏ thôi, các bạn nhìn thấy rõ đây, ví dụ như thế, các bạn nhìn thấy gì chưa? Kích thước stock chỉ có 5 thôi, các bạn có thể chỉnh sửa các màu fill, rất nhiều các thuộc tính nha các bạn. Đấy, bây giờ tôi bỏ stock đi. Opacity tôi để lại 100% cho nó rõ cho các bạn để thấy. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy, rồi thì ở đây có một cái hiệu các bạn là click bỏ cái hiệu ứng đi. Thì tôi vừa tạo cái drop shadow, bây giờ tôi không thích drop shadow nữa thì tôi có thể bỏ nha các bạn. Hoặc là các bạn chỉnh sửa cái chế độ hòa trộn này, rồi cái độ mờ đục này, cái bóng đổ nó cách xa so với cái chữ như thế nào. Ví dụ tôi xa 7 cm, 8 này, 9, 10. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, nó lệch sang bên phải đúng không ạ? Hoặc là tôi thêm bên trục Y này. Đấy, các bạn thấy chưa? Ở cái màu của cái drop shadow. Bây giờ tôi không thích màu đen nữa mà tôi thích màu vàng, ánh nắng vàng các bạn. Đấy, thế. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn thấy thay đổi đúng không ạ? Để màu đen cho các bạn thấy nhá. Đấy, có thể chỉnh sửa, thay đổi và thêm mới các thuộc tính, các hiệu ứng nha các bạn. Đây là cái thằng appearance. Đấy, nó quản lý tất cả các cái thông tin của cái đối tượng object. Đấy, các bạn có thể thay đổi cái gì ạ? Thay đổi cái màu sắc này của cái vùng tô màu này, của cái đường nét này, cái stroke này, cái độ trong suốt transparency này và các cái hiệu ứng đúng không ạ? Ví dụ như thế. Và ở đây thì các bạn gì ạ? Có thể clear cái appearance này đi. Đó, các bạn nhìn thấy ạ. Clear đi. Clear hiệu ứng nhá. Đấy, bây giờ hoặc là các bạn chọn đúng không ạ? Chọn cái hiệu ứng. Đấy, để các bạn xóa nó. Đấy, các bạn nhìn thấy gì ạ? Vẫn được nha các bạn. Ở đây tôi muốn hướng dẫn với các bạn thêm, tức là các bạn add thêm một cái stroke, các bạn thấy gì không? Hoặc là một cái fill. Đấy, thì cái fill này gì ạ? Các bạn nhìn. Đấy, đúng không ạ? Tức là bạn thêm một cái màu, bắt đầu thay đổi màu của cái stroke và cái fill. Đấy, cũng như kích thước của cái stroke, cái fill. Đấy, ví dụ như opacity chẳng hạn đấy. Và cái một cái nữa hay, tức là các bạn thêm một cái hiệu ứng. Ví dụ bây giờ tôi đã có một cái drop shadow ở đây rồi đấy, thì bây giờ tôi chọn thêm một cái hiệu ứng khác đấy. Ở đây trong đây có rất nhiều cái hiệu ứng nha các bạn đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Ví dụ như tôi cho cái hiệu ứng, tôi vào cái nhóm hiệu ứng và tôi chọn blue là mờ nha các bạn đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Mờ cái chữ, các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Đấy, mở hẳn luôn. Đấy, cái này nó hơi nặng nên nó không thấy rõ rồi các bạn. Đấy, ví dụ như cái hoặc là không các bạn nhá. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể thêm các cái hiệu ứng ở dưới đây, sketch này, rất nhiều các hiệu ứng nhá. Các bạn có thể là từ từ làm quen với các hiệu ứng này. Thì tôi trong cái nhóm mà hiệu ứng này thì tôi chưa giới thiệu hết với các bạn được, vì thế thì tôi sẽ giới thiệu sau. Ở đây tôi chỉ giới thiệu với các bạn về cái panel appearance thôi, tức là cái panel này dùng để làm gì, tức là nó dùng để xem, tạo và áp dụng các thuộc tính, chẳng hạn như fill, stroke, transparent và các effect cho các bạn. Đấy, các bạn
có thể là add view này, add stroke này, vân vân, hoặc clear cái app friend ấy đi, bây giờ tôi clear đi rồi trở về cái phiên bản gốc nha các bạn, vân vân. Đây là cái hộp công cụ friend nha các bạn. Tôi chuyển sang cái Artbox. Cái Artbox này thì tôi đã hướng dẫn rất nhiều rồi đúng không ạ? Chỉ là cái bảng vẽ đúng không ạ? Artbox là bảng vẽ nha các bạn. Đây, Artbox là bảng vẽ. Thì trong cái panel Artbox này, các bạn có thể thêm cái bảng vẽ này, duplicate cái bảng vẽ này, hoặc delete cái bảng vẽ này, hoặc là thay đổi thông tin của cái bảng vẽ này. Ví dụ như kích thước này. Đây có các cái reset có sẵn, các bạn hoàn toàn có thể chọn các cái reset này, ví dụ như GA4 đấy, vân vân. Ở đây lúc nãy tại tôi định dạng là Google Pixel, tôi gõ 1920 1080 tự động sẽ nhận giao diện cái Google Pixel Pixel 2 đấy. Ví dụ như cái abort này nó nằm ở một cái tọa độ khác chẳng hạn, chứ không phải là cái tọa độ 960 540 nữa đấy, hoặc là cái chiều kích thước, chiều dài, chiều rộng. Đấy, cái bản in mà đứng đứng hay là ở ngang, vân vân đấy. Đấy các bạn nhé, thì ở đây ví dụ như các bạn new Artbox, hoặc là các bạn có thể bấm ở đây new Artbox thêm một cái Artbox mới đúng không ạ, cũng có kích thước y chang như cái Artbox hồi cũ đúng không ạ. Rồi các bạn có thể thêm nhiều Artbox, và các bạn có thể thay đổi cái thông tin bằng cách cái tên của cái Artbox đấy, bằng cách click đúp vào cái layer và chúng ta đặt tên, ví dụ như V51 đấy. Và bây giờ tôi chọn nữa là bạn V2, ví dụ thế. Và ở đây các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy, tôi chọn cái bản vẽ 1, tức là cái bản vẽ này nhé các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy. Thì ở đây các bạn có một vài cái thủ thuật, các bạn có thể click, mời các bạn nhìn này nhá, click vào số 1 này để trở về với là cái bảng vẽ mà các bạn đang xem, đang chọn. Ví dụ số 2 này, đấy, số 1 này, đấy. Hoặc là các bạn bấm vào cái icon bên tay phải của cái layer thì các bạn có thể chỉnh sửa cái layer Artbox mà các bạn đang sử dụng đấy, đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể vào trong Edit đấy, đúng không ạ? Artbox Option thì nó đều giống nhau cả đúng không ạ? Thay đổi các thông tin. Một cái nữa là các bạn chọn cái Artbox mà các bạn đang làm và các bạn duplicate. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Sẽ có thêm một cái bảng vẽ nữa khác mang các cái thông tin chứa đựng cái các cô gắc, các object, cái thành phần mà cái bo mà các bạn nhân bản lên. Đấy, ví dụ như cái bo đây ạ, 1 đây đúng không ạ, 2 đây giống nhau đúng không ạ. Thì cái bảng vẽ nhân bản của bảng vẽ số 1 này là giống nhau đúng không ạ. Đấy, bảng vẽ thứ hai này không có gì mà thực tế đúng không ạ, các bảng vẽ thứ hai không có gì, 1 này, 2 không có gì này, 3 này, đó các bạn thấy chưa, 3 là các bảng vẽ nhân bản từ cái bảng vẽ 1 đúng không. Các bạn hoàn toàn có thể xóa cái Artbox mà các bạn đang sử dụng đấy, các bạn nhìn thấy chưa, rồi rất dễ đúng không ạ, xóa Artbox nhưng không xóa đối tượng nha các bạn. Đấy rồi, đây là cái panel Artbox cho các bạn. Tôi không giới thiệu thêm nữa tại vì trước đó tôi đã từng giới thiệu với các bạn rồi thì bây giờ tôi không giới thiệu nữa. Bây giờ chuyển sang cái Artbox Access Export. Đấy. Đấy. Thì đây, cái Access Export này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng. Tôi nhớ không nhầm thì hôm trước hướng dẫn các bạn là sử dụng cái panel Access Bo này một lần rồi. Bây giờ tôi hướng dẫn lại cho nó chi tiết hơn để các bạn có thể dễ dàng làm việc. Tôi cho nó một cái màu khác để các bạn dễ hình dung. Xanh. Đấy. Đây nha các bạn nhá.
các bạn vào Windows, Excel, Xbox. Đấy. Thì export là gì ạ? Là xuất nhá các bạn. Các bạn xuất các cái đối tượng bằng cách gì ạ? Ở đây thì các bạn nhìn thấy chưa? General iOS và Android xuất cho đối tượng iOS hay là Android, các cái thiết bị cầm tay nhá các bạn. Thì với cái công nghệ như hiện nay thì các cái thiết bị cầm tay rất là phổ biến, ví dụ như điện thoại này, iPad này, rồi Surface vân vân. Thì cái việc mà thiết kế các cái ứng dụng cho thiết bị cầm tay đã trở nên phổ biến và rất nhiều cho các bạn. Các bạn có thể thiết kế cho các thiết bị điện tử cầm tay. Đấy, thì đây tôi hướng dẫn, ví dụ như các bạn có một đối tượng này. Đấy, thì các bạn là gì ạ? Ở đây thì cũng chỉ là cài đặt với lại xem các thông tin thôi. Đấy, xem thông tin dạng view hay là dạng list view, đúng không? Cái đấy là cũng không quan trọng lắm. Đấy, các bạn nắm kéo cái này vào đây. Chưa thả nha các bạn. Các bạn nhìn thấy rồi, asset 1. Đấy, nó sẽ thêm một cái asset. Đấy, cái asset này là các bạn có thể đặt tên nha. Khi các bạn đặt tên thì các bạn xuất ra nó sẽ là có tên luôn nha các bạn, chứ không 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 giữ cái asset 1 này nữa. Ví dụ như tôi đặt là hình vuông. Hình vuông. Đấy. À, cái này là ngôi sao. À, cái này là hình lục giác, đúng không? Lục giác. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Và bây giờ tôi sẽ xuất các cái hình này ra các cái định dạng file. Ở đây tôi hướng dẫn các bạn hai cái định dạng file cơ bản mà bạn nên xuất trong cái hộp Excel Export. Thứ nhất là PNG, đúng không ạ? Cái JPEG thì tôi không cần phải giới thiệu nữa rồi, thì các bạn quá quen thuộc rồi. Đấy, thứ nhất là PNG và thứ hai là SVG. Thì cái PNG là gì ạ? PNG là cái file mà có cái nền trong suốt, các bạn. Tức là ví dụ như hình ngôi sao này, đúng không ạ? Thì nó chỉ lấy ngôi sao này thôi, không lấy cái nền màu trắng phía dưới nữa, nó sẽ trong suốt, đúng không ạ? Hình vuông này cũng thế, hình lục giác cũng thế. Ví dụ như bây giờ tôi chọn cái PNG là thứ nhất. Thứ hai là tôi chọn cái SVG. SVG là cái định dạng mà sử dụng nhiều trong cái ứng dụng thiết kế web hoặc thiết kế các cái app mà sử dụng cho thiết bị mobile như điện thoại Android hoặc là iOS nha các bạn. Đấy, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái định dạng SVG này, vì sao nên sử dụng SVG, vì sao nên dùng PNG, vì sao nên sử dụng JPEG. Đấy. Còn cái một cái định dạng nữa là PDF, thì PDF thì ở đây không cần thiết lắm. Rồi, ở đây tôi đang hướng dẫn cái hộp công cụ của panel asset export. Thì tôi chọn SVG. Đấy, SVG thì là gì ạ? Là một cái định dạng file rất là nhẹ, tôi sử dụng trên các cái ứng dụng thiết bị mobile hoặc là web. Đấy. Khi mà sử dụng cái file này thì nó là một cái định dạng vector nha các bạn. Cho nên là nó không bị bể, nó không bị mờ nét. Ngược lại, cái hình PNG ấy, nó lại là một cái hình bitmap. Cho nên khi các bạn zoom lớn lên thì khả năng là cái chất lượng nó không được tốt. Đấy. Nhưng mà về các bạn thì cái PNG này vẫn còn đang ứng dụng rất là nhiều. Đấy, ở đây tôi chọn. Đấy. Nhìn các bạn. Ok. Đấy, nha các bạn, chụp thế hoặc là không. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Lần export lần direct. Đấy, hiện cái khung export nha các bạn. Rộng hơn, lớn hơn cho các bạn nhìn rõ hơn. Ví dụ như các bạn bây giờ nhá, tôi chọn export một cái này hoặc là tất cả bạn nhá. Đấy. Bây giờ tôi chọn export tất cả và tôi chọn export đến một cái địa chỉ mà tôi đã chọn trước nha. Trên desktop thì chỉ là Cluster 2020. Đấy, thì tôi bấm export thôi. Đấy.
thông báo một cái thông báo màu xanh như này, tức là export đã xong, success đã xong nha các bạn. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái folder mà mới export cho các bạn xem. Đấy. Đây nha các bạn. Đây là những cái mà tôi đã lưu hôm trước. À xin lỗi các bạn, có một cái sai sót. Đây, tôi lại sẽ làm lại cho các bạn. Tức là gì ạ? Các bạn nhìn thấy gì chưa? Xuất cả ba hình nha các bạn. 1, 2, 3 này. Đấy. Xuất. Đấy, tôi chọn cái folder này. Đúng không ạ? Bây giờ mở cái folder ấy lên. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Nên sẽ xuất hiện ba cái hình này. PNG nha các bạn. Là một cái hình trong suốt. Đó. Để biết trong suốt hay không thì tôi sẽ kéo vào cái phần mềm register cho các bạn thấy. Bạn nhìn thấy chưa? Không có cái nền màu trắng nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy, không có nền màu trắng nha. Đấy. Bây giờ tôi sẽ xuất cái định dạng SVG cho các bạn thấy. Đấy. Sự khác nhau giữa cái định dạng SVG và cái định dạng PNG là chỗ nào? Đây, ví dụ đây là cái định dạng SVG nha các bạn. SVG là một cái định dạng mà có thể mở được trên cái phần mềm Illustrator chứ không phải inbox các bạn. Đấy. Bạn nhìn thấy gì chưa? Nó là một cái định dạng vector và các bạn có thể chỉnh sửa lại được nha các bạn. Đấy. Và nó cho phép bạn thu nhỏ và phóng lớn nhưng mà không ảnh hưởng đến cái chất lượng file. Vì thế nên là được sử dụng rất nhiều trong cái ứng dụng web và các cái thiết bị mobile sử dụng để thiết kế app nha các bạn. Đấy. Đây là tôi vừa hướng dẫn với các bạn cách sử dụng cái hộp công cụ Asset Export.